Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Báo Thể Thao. Và trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời quý vị cùng Emin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. Van der Beek giải quyết được nỗi lo chuyển nhượng của MU. Đại chiến Southampton với Man United vật cản đáng gầm. Inter tỏ thái độ cứng rắn với Eriksen, Man United đã sẵn sàng. Và còn rất nhiều thông tin khác, sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. Van der Beek có thể đã giải quyết được nỗi lo chuyển nhượng của MU. Man United chuẩn bị có chuyến làm khách tới sân của Southampton trong khuôn khổ vòng 10 Premier League. Đây là đối thủ không hề dễ chịu một chút nào. Không phải ngẫu nhiên mà họ đang chiếm trệ ở vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng Premier League trước khi vòng 10 diễn ra. Huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer có thể đang đau đầu tìm kiếm sự cân bằng cho đội hình xuất phát của Quỷ Đỏ. Nếu chơi bóng quá cởi mở, chắc chắn Man United sẽ dễ bị tổn thương trước những đợt phản công. Ngược lại, việc bố trí một sơ đồ an toàn khiến Man United bế tắc về ý tưởng khi tìm cách phá vỡ hệ thống phòng ngự kiên cố của Southampton. Chấn thương của Scott McTominay đồng nghĩa huấn luyện viên Solskjaer không thể xếp cầu thủ này đá cặp với Fred ở hàng tiền vệ. Như vậy, chiến lược gia người Na Uy cần phải đưa ra quyết định xem ai sẽ đảm nhận vai trò tiền vệ lùi sâu ở trận đấu tới. Nemanja Matic vẫn là lựa chọn an toàn nhất cho vai trò này. Thế nhưng, khả năng di chuyển hạn chế của tiền vệ người Serbia có thể sẽ không phát huy được tác dụng. Trước một Southampton pressing khá rát. Thay vào đó, có ý kiến cho rằng Donny van de Beek nên được tiếp tục vai trò của một tiền vệ thiên về phòng ngự. Đó là một sự hoán đổi vị trí được xem là bước ngoặt và có thể mở ra tương lai đầy hứa hẹn cho van de Beek tại sân Old Trafford. Trong chiến thắng tại UEFA Champions League hồi giữa tuần, cầu thủ 23 tuổi là cái tên ấn tượng mạnh nhất với màn trình diễn xuất thần. Cầu thủ người Hà Lan không chỉ tạo điều kiện để Bruno Fernandes tỏa sáng, mà khả năng chuyền bóng và sáng tạo của van de Beek đảm bảo rằng Man United vẫn có thể dàn xếp các đợt tấn công từ phía sau bằng những đường chuyền nhanh ra hai biên. Còn quá sớm để khẳng định bất kỳ điều gì, nhưng màn trình diễn ấn tượng đó của van de Beek chắc chắn đã làm giảm bớt lo ngại về kế hoạch dài hạn thay thế Matic ở Old Trafford. Huấn luyện viên Solskjaer hiểu rằng ông không thể tiếp tục dựa dẫm vào một lão tướng đã 32 tuổi như Matic. Rõ ràng, hợp đồng mùa hè của Man United rất có thể là sự kế thừa lâu dài và hoàn hảo cho Matic trong vai trò tiền vệ lùi sâu. Nhưng điều đó sẽ chỉ hiệu quả nếu Solskjaer thể hiện niềm tin của mình vào van de Beek và với những chuỗi trận khả quan thời gian tới. Southampton với MU vật cản đáng gầm. Trận đấu đầu tiên của ngoại hạng Anh trong ngày Chủ nhật là cuộc đối đầu giữa Southampton và MU trên sân vận động St Mary. Đây hứa hẹn là một trận cầu nảy nửa và hấp dẫn bởi cả hai đội đều đang có phong độ cao và khát khao giành trận vẹn 3 điểm. Đội chủ nhà đang có chuỗi 7 trận bất bại liên tiếp trên ngoại hạng Anh với 5 chiến thắng và 2 trận hòa. Nên nhớ rằng, những đối thủ của Southampton trong chuỗi này không hề dễ chịu như Chelsea, Everton, Aston Villa hay Wolverhampton, nhưng thầy trò huấn luyện viên Hasen Hoot không một lần gục ngã. Thành tích này giúp Southampton đang xếp thứ 5 trên bảng xếp hạng trước khi bước vào trận đấu với 17 điểm trên 9 trận. Sân St Mary đang là điểm tựa vững chắc của Southampton khi họ thắng tới 4 trong 5 lần được làm chủ gần nhất. Trận đấu còn lại, họ để thua Tottenham với tỷ số 2-5 ở vòng 2, tức là cách đây hơn 2 tháng. Một chút lo lắng cho cổ động viên đội chủ nhà khi tiền đạo chủ lực Danny Ings vẫn đang chấn thương và hơn thế nữa, MU cũng đang hừng hực khí thế. MU gặp đôi chút bất lợi về thể lực khi họ phải thi đấu hồi giữa tuần Champions League. Mặc dù vậy, Solskjaer sẽ không cần quá lo lắng khi ông đã cho các trụ cột ra nghỉ ngơi sớm với 5 sự thay đổi người. Chiến thắng dễ dàng 4-1 trước Basaksehir còn giúp tâm lý của các cầu thủ MU thoải mái trước chuyến hành quân tới St Mary. Một điểm đáng chú ý là MU đang thắng 7 trận sân khách liên tiếp tại ngoại hạng Anh và luôn ghi ít nhất 2 bàn trên một trận. Đây là thành tích không phải đội nào cũng có được và tạo ra một nghịch lý khi nhìn vào thành tích trên sân nhà của MU. 3 trận sân khách gần nhất tại ngoại hạng Anh, MU đều bị đối phương ghi bàn trước, nhưng thầy trò Solskjaer đều biết cách ngược dòng một cách cực kỳ mãn nhãn. Bruno Fernandes vẫn là cái tên quan trọng nhất trong đội hình Quỷ Đỏ hiện tại. Tiền vệ người Bồ Đào Nha biết cách tạo ra điểm nhấn với những pha kiến tạo độc đáo, cũng không thiếu những pha dứt điểm hiểm hóc. Bruno Fernandes cũng giữ được phong độ cao mỗi khi phải làm khách tại ngoại hạng Anh với 4 trận ghi bàn liên tiếp và có tổng 5 bàn. Khóa chặt được số 18 của MU, Southampton sẽ có cơ hội thắng rất lớn. Thế nhưng, làm thế nào để thực hiện được điều đó lại là một câu hỏi hóc búa chưa có lời giải. Bởi vậy, MU nhiều khả năng sẽ giành trận 3 điểm trong trận đấu này. MU chốt tương lai của Fred. Fred không gây được ấn tượng từ lúc chuyển đến Old Trafford. Có thời điểm tưởng tiền vệ này phải bật bãi sớm khỏi MU. Tuy nhiên, dưới triều đại huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer, Fred chơi bùng nổ, trở thành nhân tố chủ chốt trong đội hình MU. Tờ Manchester Evening News cho hay, để tưởng thưởng cho những đóng góp của Fred, MU đã chuẩn bị sẵn một bản hợp đồng mới dành cho tiền vệ người Brazil.
Đáng chú ý, thỏa thuận hiện tại giữa hai bên vẫn còn thời hạn đến năm 2023, cùng tùy chọn gia hạn thêm 12 tháng. Sir Alex ca ngợi Marcus Rashford. Tiền đạo Marcus Rashford vừa nhận được giải thưởng người vận động chiến dịch của năm nhờ chiến dịch từ thiện nhằm chấm dứt tình trạng nghèo đói về thực phẩm ở trẻ em Vương quốc Anh. Trong buổi phỏng vấn mới đây, Sir Alex Ferguson đã ca ngợi ngôi sao của MU. Bạn sẽ bị sốc khi thấy số lượng người đang bị thiếu thực phẩm, Sir Alex chia sẻ. Những gì Rashford đang làm cho thấy cậu ấy là một người có nhân cách lớn và đang dẫn đầu phong trào. Hy vọng những cầu thủ khác có thể dùng danh tiếng của họ và tham gia vào hoạt động này. Pogba chưa bình phục chấn thương. Huấn luyện viên Solskjaer xác nhận Pogba không thể ra sân trong trận gặp Southampton cuối tuần này vì chấn thương mắt cá chân. Đây đã là trận thứ 3 liên tiếp cầu thủ người Pháp không thể thi đấu cho MU. Scott McTominay và Paul Pogba không thể đến sân tập sáng nay, vì vậy cả hai gần như chắc chắn sẽ không thể thi đấu vào cuối tuần, Solskjaer nói. Marcus Rashford, Victor Lindelof và Wan-Bissaka đã tham gia buổi tập nhưng chưa ở trạng thái tốt nhất. Luxor mới bắt đầu tập hồi phục trên sân và chưa thể trở lại. Jesse Lingard đã hết thời gian cách ly và đã có một vài ngày tập luyện. Trong khi đó, Phil Jones sẽ phải ngồi ngoài cho đến sau lễ Giáng sinh. Inter tỏ thái độ cứng rắn với Eriksen, MU đã sẵn sàng. Vào lúc này, cả châu Âu đang bày tỏ sự quan tâm đến tương lai của Christian Eriksen. Mặc dù nhận được nhiều sự kỳ vọng kể từ khi cập bến Giuseppe Meazza vào tháng 1 năm 2020, tiền vệ người Đan Mạch lại không thể tỏa sáng. Hiện tại, anh không thể cạnh tranh với Stefano Sensi hay Nicolò Barella ở vị trí tiền vệ công. Bất chấp sự sa sút ở Giuseppe Meazza, tài năng của Christian Eriksen vẫn khiến nhiều đội bóng lớn cảm thấy sốt sắng. Chứng kiến những gì đang diễn ra, ban lãnh đạo Inter Milan cũng đã để ngỏ khả năng thanh lý Christian Eriksen ngay trong tháng 1 năm 2021. Trả lời phỏng vấn với Sky Italia, giám đốc điều hành Giuseppe Marotta chia sẻ: "Có những cầu thủ không thể hòa nhập được với lối chơi chung của toàn đội. Vào tháng 1, chúng tôi đã nắm bắt cơ hội để chiêu mộ cậu ấy với giá 20 triệu. Huấn luyện viên là người có quyền và trách nhiệm phải tung vào sân những cầu thủ mà ông cảm thấy tin tưởng. Trong tháng 1 năm 2021, nếu không được ra sân thường xuyên, Eriksen sẽ trở thành người đầu tiên phải ra đi. Chúng tôi sẽ làm điều đó mà không cần phải bàn cãi." Solskjaer ngầm xác nhận tương lai ở Man United. Ole Gunnar Solskjaer đã đi được hơn nửa chặng đường trong bản hợp đồng 3 năm được ký vào tháng 3 năm ngoái. Đó là thời điểm Solskjaer chính thức được giao nhiệm vụ ngồi ghế nóng Old Trafford sau thời gian thử việc thay thế cho Jose Mourinho bị sa thải. Các cuộc thảo luận về một hợp đồng mới cần được bắt đầu vào năm mới khi Solskjaer bước vào mùa giải cuối cùng của thỏa thuận. Dù vậy, đến nay không có dấu hiệu cho thấy Man United đã lên kế hoạch gia hạn với chiến lược gia người Na Uy. Tuy nhiên, Solskjaer khá tự tin về tương lai của ông tại Old Trafford. Cụ thể, Solskjaer khẳng định trên tờ Mirror rằng: "Chúng tôi đang dần mang lại những kết quả tốt và tất cả những gì tôi muốn là giúp Man United cải thiện với tư cách một đội bóng và một câu lạc bộ. Tôi đã có những buổi đối thoại rất tốt với câu lạc bộ. Bạn hãy suy nghĩ về việc kế hoạch dài hạn và ngắn hạn. Và tôi sẽ không bao giờ nghĩ rằng đây là cơ hội để tôi chứng minh một quan điểm nào đó, và đó là tất cả về cá nhân tôi. Đó không phải là câu chuyện được quyết định bởi tôi. Mọi chuyện quyết định của tôi đều vì lợi ích của Man United. Đối với tôi, đó là về kết quả, và nếu chúng tôi tiếp tục cải thiện, chúng tôi có cơ hội rất tốt bởi vì đội bóng này và đội hình này sẽ tiến xa." Neymar nhắc nhở PSG trước trận đại chiến với MU. Tiền đạo Neymar đã đưa ra những lời cảnh báo các đồng đội tại PSG trước chuyến làm khách tại Old Trafford của MU. Ngày 3 tháng 12 tới đây, câu lạc bộ PSG sẽ có chuyến làm khách trên sân của Manchester United tại vòng bảng UEFA Champions League. Ở bảng H lúc này, đại diện nước Pháp đang có cùng 6 điểm với RB Leipzig và kém đội đầu bảng là MU 3 điểm. Vì thế, đội bóng nước Pháp đang quyết tâm giành chiến thắng ngay tại Old Trafford trong màn tái đấu sắp tới nhằm bắt kịp điểm số của đối thủ. Và trước chuyến làm khách tại Old Trafford, tiền đạo Neymar đã thúc giục các đồng đội chiến đấu hết mình để giành tấm vé đi tiếp ở Champions League. Ngôi sao người Brazil chia sẻ với Canal: "Chúng tôi biết tầm quan trọng của trận đấu tại Champions League vào thứ tư tới. Đây là trận quyết định. Lượt trận trước, PSG chơi không tốt trước Leipzig nhưng vẫn giành chiến thắng. Lần này, tất cả sẽ phải cố gắng chơi hay nhất có thể. Chúng tôi cần cải thiện một số thứ, thi đấu tập thể hơn, có tổ chức hơn, nếu không sẽ rất khó khăn." Ở mùa giải năm nay, PSG cũng đang gặp vấn đề ở giải quốc nội. Sau trận hòa trước Bordeaux vừa qua, Neymar nói: "Chúng tôi đã có một trận đấu thiếu sung sức. Chúng tôi phải cải thiện tình hình bởi vì đây là một giải đấu chúng tôi cố gắng thắng nhiều trận nhất có thể. Nếu không hoàn thành mục tiêu này, PSG sẽ gặp nhiều khó khăn. Ở Champions League cũng vậy."
PSG hiện đang dẫn đầu bảng xếp hạng League One sau 12 trận, nhưng khoảng cách với các đội xếp sau là rất mong manh, họ chỉ có nhiều hơn đội xếp thứ hai là Lille 3 điểm. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn vào đăng ký kênh và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!